Mến chào bà con cô bác nha. Nay bả em lên một cái con xe đào mương, đào rất là ngon luôn nha, tạt đất ra hai bên. Đấy, đào sâu chạm cạn là do bản thân mình thôi. Mình quay tiếp tục đi xuống thôi. Quay tiếp tục lên xuống đi. Này đào mương chôn cái nước là bao trứng luôn. Chỉ có bóp hai cái bóp chuyển hướng là nó chuyển hướng thôi nha. Đường đào rất là ngon. Xuống thêm nữa đây. Đây, đường sau có cái hố đào ra, đã đi chính đó. Đó, lưỡi sới của nó đây nha anh em. Nó có hai số tối một số ghe. Chuyển hướng là bóp cùng chuyển hướng, tự cái chuyển hướng rồi. Rồi cho đào luôn. Quay rất là nhẹ nhàng luôn. Con cô bác nào mà thấy phù hợp với công việc của mình thì liên hệ cho mình nha, qua số điện thoại là 0965198720, bên mình gửi hàng Hàn Quốc nha. Đào bao đẹp luôn. Này mình đào sâu cạn là do mình quay cái cần thôi nha. Đó, cái này là đào vừa nè. Còn bên này mình mới đào nè, ha. Sâu. Bao sâu. Kích sâu bao nhiêu thì quay xuống thôi. Đất thì nó lên là nó tạt hai bên rồi, khi mà chôn móng rồi mình đập mình lùa xuống là ok vậy thôi. Đạp xuống vậy thôi là nó xuống, nó tơi bao tơi luôn, đất bao tơi luôn. Lùi xuống vậy thôi, rất là tiện lợi. Một con máy này chắc chục người đào không bằng nó một ngày. Con máy này nó đi là máy gì? Máy NF. NF 60 hả? NF 60. 60. Bé kim nha, cực kỳ là lợi dầu. Đó. Anh em bà con của bác nào cảm thấy phù hợp với công việc của mình là cần mua một con máy như vậy thì alo trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0965198720 nha. Gửi hàng Hàn Quốc nha bà con cô bác.
máy là lắc nhẹ là nổ thôi.